bây giờ Thường sẽ trở lại để mà chia sẻ cái thông tin liên quan tới Evergrande Thì Thường đã đăng một cái bài để Thường đọc bài này với các bạn Sau đó Thường sẽ chia sẻ thêm một số những cái thông tin Thì trước hết Evergrande Group đây là công ty phát triển bất động sản lớn thứ hai ở Trung Quốc Và là tập đoàn lớn thứ 122 trên thế giới tính theo doanh thu đang trên bờ vỡ nợ có nghĩa là họ đang trên cái bờ vực là phá sản thì chúng ta thấy được là công ty Evergrande này đó là cái công ty rất là lớn phát triển bất động sản ở Trung Quốc và cái công ty này đó đã có rất là nhiều những cái tin đồn gần đây nhưng mà hôm nay chúng ta đã có thêm thông tin và dẫn đến là rất nhiều người đã đến trụ sở của công ty Evergrande này ở Trung Quốc đó là họ đòi hỏi một số những câu trả lời tại vì công ty Evergrande này đó cách đây một thời gian rồi chứ không phải mới đây là có nhiều cái tin đồn là công ty này đó là đang trên bờ vực phá sản và không biết là có một số bạn cũng theo dõi cái tài liệu liên quan tới Evergrande này trong một thời gian dài từ năm ngoái tới bây giờ nhưng mà thời điểm này đó đã, đã bắt đầu được nhiều người quan tâm đến hơn tại vì tình hình nó đã khá không ổn rồi thì công ty Evergrande này có tin đồn đó là sắp sửa bị phá sản rồi thứ hai mới đây đó là công ty Evergrande nói là những tin đồn đó là không có thật có nghĩa là công ty này đã không có vấn đề nhưng mà thứ ba mới đây thì công ty Evergrande này nói là gặp một số những cái vấn đề khi mà bán những cái tài sản của mình có nghĩa là họ vẫn chưa bán được tài sản để mà trả nợ và cái số nợ mà họ đang có bây giờ đó là khoảng 300 tỷ có nghĩa là họ đang nợ 300 tỷ thì bây giờ và cái tin đồn bây giờ đó là trong vòng vài ngày tới đây đó cái số tiền mà họ có có thể là còn không đủ để mà trả cái phần tiền lời chứ đừng có nói là phần vốn dẫn đến là nhiều nhà đầu tư đó họ lo sợ họ chạy đến cái trụ sở của evergrande này và đòi hỏi một số những cái câu trả lời thì tình hình bây giờ đó là công ty evergrande này là một công ty mà họ vay mượn nhiều nơi không những là ở trung quốc mà còn ở hồng kông ở úc ở anh rồi ở hoa kỳ cũng có cho nên khi mà chúng ta nói tới công ty Evergrande này đó cái con số nợ 300 tỷ này họ vay mượn khắp nơi chứ không phải là chỉ ở Trung Quốc mà, mà thôi cho nên cái sự ảnh hưởng là có thứ nhì nữa thì đương nhiên nếu như mà công ty Evergrande này mà gặp cái sự cố lớn thì sẽ dẫn đến là những cái ngân hàng xung quanh đó họ có thể là bị lỗ thậm chí là họ có thể bị phá sản theo đây là cái hệ lụy thứ nhất nếu như mà công ty này phá sản thứ nhì đó chính là liên quan đến khi mà công ty này đã trên bờ vực phá sản thì trong tay họ đang nắm giữ rất là nhiều những cái công trình À, liên quan đến bất động sản thì họ có thể là bán tháo những công trình này dẫn đến là giá của bất động sản sẽ bất ổn ở Trung Quốc thì đương nhiên sẽ dẫn đến là thị trường bất động sản đi xuống và đương nhiên các bạn thấy là thị trường bất động sản mà có vấn đề thì sẽ ảnh hưởng đến rất là nhiều những cái công ty liên quan và ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán và thứ ba nữa là có rất nhiều những người bây giờ đó là họ đang đầu tư vào căn hộ hay là đang đầu tư vào những cái công trình của Evergrande bây giờ đó công ty Evergrande này họ đã ngưng những cái công trình đó để mà họ bảo quản cái số tiền của mình đây là ba cái vấn đề mà à, đang có hiện bây giờ thì câu trả lời như thế nào thì các bạn thấy được đó là có hai trường hợp thứ nhất đó là nhiều người nói là công ty Evergrande này đây cũng giống như là Lehman Brothers Lehman Brothers là công ty mà ngân hàng lớn đã phá sản ở Hoa Kỳ dẫn đến cái À, cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 Thì đây là một trong những cái sự so sánh Là công ty Evergrande này mà vỡ nợ Phá sản cũng giống như là Lehman Brothers Sẽ dẫn đến là khủng hoảng Không chỉ riêng ở Trung Quốc mà còn ảnh hưởng đến Nhiều công ty khác trên toàn thế giới nữa Là chứng khoán sẽ đi xuống, các nhà đầu tư sẽ thoát khỏi cái thị trường này và họ sẽ thoát khỏi những cái đầu tư mạo hiểm trong đó nhiều người cho bitcoin vẫn là một cái mảng đầu tư mạo hiểm có nghĩa là khi nào mà họ chấp nhận mạo hiểm cao họ mới đầu tư bitcoin mà thôi và họ muốn lưu trữ tiền mặt trong thời gian đó đây là trường hợp không tốt cho bitcoin thứ nhì là chính phủ trung quốc sẽ can thiệp và giải cứu các công ty in tiền để mà bơm vào thị trường đương nhiên điều này sẽ là tốt cho bitcoin có nghĩa là lạm phát lại sẽ tăng cao tiền sẽ được in ra thêm nữa nhưng mà nhiều bạn hỏi thường đó là thường nghĩ như thế nào về tình hình liên quan tới evergrande thì có một số điều thường muốn chia sẻ với các bạn là đầu tiên so sánh công ty evergrande tương tự như là lehman brothers có đúng hay là không thì một số những cái so sánh như là các bạn thấy được là adam Crockett ở trên Twitter đã nói là cái số lượng 300 tỷ mà công ty Evergrande này đó họ đang thiếu nợ đó mà có thể là không trả được. Cái số lượng này có thể tính ngang hàng với lại tổng sản lượng quốc nội GDP của những cái quốc gia như là Ireland hay là Đan Mạch hay là Hồng Kông hay là Portugal. Có nghĩa là con số này đó là con số không có nhỏ. Cái con số mà họ nợ không nó có thể sánh ngang hàng với lại GDP của những cái quốc gia này rồi. Nhưng mà ngược lại đó chúng ta thấy được là Lehman Brothers là một cái công ty ngân hàng có nghĩa là công ty ngân hàng này đó họ liên quan tới rất nhiều ngành chứ không giống như là Evergrande thứ nhất Evergrande là công ty liên quan tới phát triển bất động sản ở Trung Quốc Lehman Brothers là ngân hàng lớn ở Hoa Kỳ và ngân hàng này đã làm việc với rất nhiều ngành chứ không nhân viên là cái ngành bất động sản cho nên đó là điều khác biệt đầu tiên điều thứ nhì nữa đó là cái số lượng mà vỡ nợ của Lehman Brothers là lên tới 613 tỷ, 613 tỷ so với lại công ty Evergrande mới đây chỉ có 300 tỷ mà thôi. Có nghĩa là con số mà Lehman Brothers vỡ nợ đó là gấp đôi con số của Evergrande. Và một điều khác hơn nữa các bạn cần nên hiểu đó, đây là con số thống kê của năm 2000 8 có nghĩa là các bạn thấy được là tình hình là bây giờ đó đã qua nhiều năm rồi từ năm 2008 tới bây giờ đã là 13 năm thì 613 tỷ 13 năm trước so với lại cái số tiền bây giờ là có số tiền lớn hơn rất nhiều cho nên 300 tỷ của Evergrande bây giờ đó thì nhiều người cho là không thể so sánh ngang với lại 613 tỷ của Lehman Brothers cách đây 13 năm đây là cái khác biệt thứ hai và đây là những cái điều mà nhiều người nói tới là có thể là không nghiêm trọng như là nhiều người nghĩ nhưng mà Thường đã chia sẻ với các bạn, À, thường tham gia vào làm trong lĩnh vực thị trường chứng khoán đó là năm 2008 tháng 7 thì tháng 7 đó thuận vào làm năm 2008 đó đó thì sau đó Lehman Brothers ngân hàng Lehman Brothers đã phá sản và thời điểm đó thường cũng không có biết Lehman Brothers là ai và lại không có nhiều người nghĩ là cái sự phá sản của Lehman Brothers sẽ dẫn đến cái hệ lụy đó chính là cái sự khủng hoảng tài chính của năm 2008 dẫn đến nhiều ngân hàng phá sản theo Lehman Brothers thì tình hình bây giờ đã nhiều người so sánh như vậy nhưng mà cái sự khác biệt tôi đã chia sẻ với các bạn là thứ nhất hai cái ngành này nó khác nhau một bên là ngân hàng một bên là chuyên về bất động sản thứ nhì là chúng ta thấy được là cái số tiền nó khác nhau 300 tỷ bây giờ so với 600 uh, tỷ cách đây 13 năm khác nhau rất là nhiều con số của Lehman Brothers bây giờ sẽ là rất là lớn và Lehman Brothers bây giờ vẫn là cái công ty phá sản lớn nhất ở Hoa Kỳ sau nhiều năm, có nghĩa là chưa có công ty nào mà phá sản lớn hơn là Lehman Brothers hết. Và tôi nghĩ là đối với cái việc này đó tôi nghĩ là khả thi hơn đó chính là cái cách thứ hai đó chính tôi nghĩ là chính phủ Trung Quốc cũng sẽ can thiệp vào. Tại vì rất nhiều chính phủ, bây giờ thậm chí là chính phủ Hoa Kỳ cũng vậy đã nhận ra được là không nên để những công ty lớn phá sản, họ gọi là chưa biết to fail, nghĩa là quá lớn để phá sản tại vì phá sản đó để công ty đã phá sản thì dễ nhưng mà sẽ dẫn đến những công ty liên quan những ngân hàng nhỏ liên quan những cái công ty cung cấp vật liệu cho công ty Evergrande này vân vân sẽ dẫn đến những công ty đó có thể phá sản theo thì chúng ta sẽ dẫn đến là rất nhiều người sẽ mất tiền thì chứng khoán sẽ bất ổn sẽ dẫn đến là nhiều người dân sẽ bị thất nghiệp cho nên những công ty này thực sự là quá lớn để có thể cho thất bại để cho họ tự phá sản được cho nên chính phủ thường nghĩ đã sẽ can thiệp vào cho nên thường thì có một cái sự mâu thuẫn ở đây tại vì nhiều bạn có biết là Thuận là một người mà rất là thích cái xã hội tư bản thì đối với một xã tư bản thực sự đó có nghĩa là free market thì có nghĩa là cái thị trường tự do, thị trường tự do thì không có ai can thiệp vào hết, có nghĩa là nếu như các bạn là một công ty tốt thì có thể là các bạn kiếm được nhiều tiền, nếu như các bạn là một công ty xấu thì các bạn sẽ bị phá sản. Thị trường sẽ tự ra quyết định chứ không ai can thiệp vào. Nhưng mà ngược lại thì chúng ta lại muốn những cái cơ hội tốt cho Bitcoin và crypto cho nên thuận nên thì lại nghiêng về cái giả dạ, thuyết thứ hai là chính phủ Trung Quốc sẽ can thiệp vào nếu như thật sự là công ty này chuẩn bị phá sản tôi nghĩ đây là cái sự lựa chọn của chính phủ Trung Quốc các bạn nghĩ như thế nào thì bạn comment ở bên dưới nói tới đây đó thì chúng ta thấy được là Lehman Brothers là cái công ty phá sản lớn nhất của lịch sử Hoa Kỳ từ trước tới bây giờ thì chúng ta nhìn vào những công ty khác đi phá sản mà lớn đó, ngoài trên Lehman Brothers ra yeah, lớn đầu tiên thì kế tiếp cái mạng thì được là Washington Mutual thì Washington Mutual phá sản thời điểm đó là 327 tỷ đô la và chúng ta thấy được là ngày 15 tây tháng 9 thì Lehman Brothers phá sản sau đó, đó thì ngân hàng Washington Mutual phá sản không có bao nhiêu lâu sau đó chỉ là 11 ngày sau đó mà thôi thì Washington Mutual cũng đã tuyên bố phá sản cái đó là Worldcom Worldcom phá sản ở mức là 103,9 tỷ uh, GM cũng đã tuyên bố phá sản vào năm 2009 CIT Banking cũng là năm 2009 PG&E 2019 và Enron 2001 sự kiện Enron thường nghĩ là nhiều bạn cũng đã biết rồi, đây là những cái sự kiện phá sản lớn ở Hoa Kỳ và đây là cái tình hình liên quan tới Evergrande mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trên căn bản cho đến bây giờ thường nghĩ là chúng ta nên theo dõi nhưng mà chưa nên ra bất cứ quyết định gì, tôi không nghĩ là tình hình sẽ tệ như là nhiều người nói nhưng mà đây cũng là một cái tin tức lớn đã bắt đầu được nói đến bởi nhiều trang web Và họ đã có nhiều cái sự so sánh giữa tình hình này với Lehman Brothers Và ảnh hưởng và ảnh hưởng liên quan đến thị trường chứng khoán cũng như là Bitcoin như thế nào Các bạn nghĩ sao? Thì hãy comment ở bên dưới Và đây là tất cả những cái thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay và những người nào mà chưa có theo dõi Thuận Capital trên những mạng xã cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những cái thông tin chính thức như là Telegram Channel, Facebook hay là Twitter. Và những người nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital các bạn có thể tìm hiểu cách là bấm vào cái link ở bên dưới để tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể được giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance hay là các bạn có thể tìm hiểu những cái ưu đãi như là nhận được cái bonus đến từ sàn Bybit hay là các bạn có thể nhận được bonus đến từ sàn Xinh Moon XBT Các bạn có thể bấm vào cái nút màu vàng ở trên màn hình để có thể tìm hiểu group tín hiệu trade miễn phí cũng như là những cái bonus đến từ những cái partner khác như là chúng ta có sàn SNDX, sàn 5 OI Global, sàn Fear Hub Tất cả những cái bonus các bạn đều nhìn thấy trên màn hình Và những mà nào mà sống ở Hoa Kỳ đó thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Coinbase hay là sàn Binance US các bạn có thể tìm hiểu những cái altcoin nếu như các bạn thích giao dịch altcoin mà các bạn sống ở Hoa Kỳ cũng như là các bạn có thể tìm hiểu những cái dịch vụ như là BlockFi đây là dịch vụ landing có lãi và crypto coin, hỗ trợ phân tích biểu đồ và dữ liệu on chain các bạn cũng đã biết và một lần nữa thuận cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và thuận hy vọng các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn